Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch sắp mất ghế, con trai ông chủ tịch nước giờ đang chìm nơi đâu. Như tờ Thời báo.de đã phân tích, ông chủ tịch nước Việt Nam hiện nay đang học Nguyễn Tấn Dũng ở khía cạnh tề gia. Con gái thì làm kinh tế, con trai thì làm chính trị, cũng cho con du học tại Mỹ về rồi phát triển sự nghiệp chính trị tiếp nối. Con trai ông chủ tịch nước là Nguyễn Xuân Hiếu, sinh năm 1991, hiện 31 tuổi, từng du học ở Mỹ để về nước làm chính trị. Ông Nguyễn Tấn Dũng thì cũng có hai con trai. Con trai đầu là Nguyễn Thành Nghị, hiện nay là tiến thân. Trên con đường chính trị của mình, Nghị đã từng làm đến chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng khi ông Dũng còn đương chức Thủ tướng. Và giờ Nghị đang là Bộ trưởng một bộ trong chính phủ, đang tràn đầy hy vọng vào Bộ Chính trị vào nhiệm kỳ tới. Vì thế, con trai của ông Chủ tịch nước không thể theo tấm gương Nguyễn Thành Nghị được, vì Nghị đã bỏ quá xa so với Hiếu. Hiện nay, ông chủ tịch nước đang định hướng con trai theo cách đi của con út ông Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Minh Chiết. Đây là hình ảnh Nguyễn Minh Chiết là mô hình cho Nguyễn Xuân Hiếu. Nguyễn Minh Chiết sinh năm 1988, hiện 34 tuổi, chỉ hơn Nguyễn Xuân Hiếu 3 tuổi, được xem là trang lứa, đi theo cách đi của Nguyễn Minh Chiết thực tế hơn theo cách đi của Nguyễn Thành Nghị. Được biết, Nguyễn Minh Chiết hiện nay đang là lãnh đạo Trung ương Đoàn. Vào năm 2021, ở tuổi 30, Nguyễn Xuân Hiếu, con trai của Chủ tịch nước, đang giữ Phó Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, được chỉ định ghế Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bắc Giang từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Như vậy, Nguyễn Xuân Hiếu tiến thân y hệt như Nguyễn Minh Chiết. Từ năm 2014, Nguyễn Minh Chiết lúc đó mới 26 tuổi, được đề nghị giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bình Định. Vào sau đó, vào năm 2015, Chiết lên Bí thư tỉnh Đoàn Bình Định và giữ chức đó cho đến năm 2016. Việc con trai của Chủ tịch nước của Đảng Cộng sản Việt Nam nhận ghế Phó Bí thư tỉnh Đoàn tỉnh Bắc Giang cho thấy ông Phúc đã có vạch bước đi cho con trai, và ông chẳng khác nào Nguyễn Tấn Dũng cũng vạch ra hướng đi cho cậu con út. Tuy nhiên, khác với Chiết, Hiếu xuất phát chậm và tiến cũng rất chậm hơn Nguyễn Minh Chiết. Đây là câu hỏi rất lớn mà giới theo dõi chính trị đã đặt ra cho gia đình hai ông thủ tướng này. Đây là hình ảnh Nguyễn Xuân Hiếu, con trai của Nguyễn Xuân Phúc, được bầu làm Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bắc Giang. Chỉ sau có một năm, Nguyễn Minh Chiết từ Phó Bí thư tỉnh Đoàn lên Bí thư, nhưng Nguyễn Xuân Hiếu sau một năm chưa lên Bí thư tỉnh Đoàn Bắc Giang, trong khi đó cha của Hiếu đang là đương kim chủ tịch nước. Có người cho rằng thế và lực của ông đương kim chủ tịch nước đang yếu nên con trai của ông cũng đang tiến thân rất chậm. Tức là chậm so với Nguyễn Minh Chiết, con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng. Với con đường tiến thân của mình thì biết sức khỏe chính trị của người cha như thế nào. Nếu đến kỳ đại hội trung ương thứ 6 mà ông chủ tịch nước bị bay ghế thì xem ra sự nghiệp chính trị của Nguyễn Xuân Hiếu gian nan hơn rất nhiều và rất có khả năng đổ vỡ. Nguyễn Minh Chiết làm việc ở tỉnh Đoàn Bình Định 2 năm là ra Hà Nội tham gia vào Trung ương Đoàn và hiện nay đang tràn trề chức Bí thư Trung ương Đoàn. Mà khi được lên được chiếc ghế Bí thư Trung ương Đoàn là chắc chắn có một suất ủy viên Trung ương Đảng, cấp hàng ngang với Bí thư tỉnh hoặc Bộ trưởng. Nếu ông Phúc chiến đấu để ngồi lại được chiếc ghế Chủ tịch nước thêm 3 năm nữa, thì nhiệm vụ của ông Chủ tịch nước là đưa con trai ra Hà Nội tham gia ban lãnh đạo của Trung ương Đoàn, thì từ đó mới hy vọng bước vào Trung ương Đảng. Nếu ông không làm được điều này thì Nguyễn Xuân Hiếu sẽ tự bơi, mà bơi từ Bắc Giang ra Hà Nội thì xa lắm, không có người dìu dắt, khó mà đến đích được. Đây là hình ảnh nếu ông Phúc rụng ghế sớm, Nguyễn Xuân Hiếu sẽ gặp khó khăn. Không hiểu vì lý do gì mà ông chủ tịch nước cho con trai tham gia chính trị khá chậm. Điều này đã làm cho Nguyễn Xuân Hiếu thất thế khá nhiều so với những hạt giống đỏ khác. Có lẽ vì nhìn ra chiến lược của ông Dũng quá chậm, nên ông Phúc đã thiết kế đường quan lộ cho con trai chậm và làm cho Nguyễn Xuân Hiếu đánh mất khá nhiều cơ hội vượt lên. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thành Nghị đem bà Dũng ra dọa, Nguyễn Thế Thảo chơi luôn chẳng ngán. Như tờ Thời báo.de đã nói thì ông Nguyễn Thành Nghị moi ra sai phạm thời ông Nguyễn Thế Thảo, mục đích là muốn kéo chân ông này vào lò giúp ông Tổng,
như là tỏ thái độ không đối đầu mà là ngoan hiền với ông Tổng. Ý đồ chính trị là hay, tuy nhiên ông Nguyễn Thế Thảo tuy về hưu nhưng không hề yếu thế. Nguyễn Thanh Nghị đã không đánh giá hết được con người của ông Nguyễn Thế Thảo nham hiểm đến như thế nào. Không phải ngẫu nhiên mà ông Nguyễn Thế Thảo ngồi ở ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hai nhiệm kỳ liên tiếp. Những người ngồi ghế hai nhiệm kỳ là những người đã mọc rễ trong bộ máy chính quyền rồi. Họ đã tạo ra rễ riêng rất khó chơi. Đây là hình ảnh dù được cả hai thế lực đỡ đầu nhưng chưa chắc gì người sợ Nguyễn Thanh Nghị là ông Nguyễn Thế Thảo. Lấy ví dụ như ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua là hai người, ba người đã từng trải qua hai nhiệm kỳ tại các vị trí đảm nhiệm cho nên họ rất mạnh. Đến ông Tổng còn không bứng nổi những con người này thì nói gì đến con người có quyền lực nhỏ hơn. Ông Nguyễn Thế Thảo cũng vậy, ông này đã ở ghế Chủ tịch thành phố Hà Nội hai nhiệm kỳ. Tuổi chính trị của ông quá già, trong khi đó dù sao Nguyễn Thanh Nghị cũng non tuổi đời, non tuổi nghề chính trị hơn Nguyễn Thế Thảo rất nhiều. Mọi việc sai phạm để cố lập công của Nguyễn Thanh Nghị đang gặp phải một đối thủ thực sự là xương sầu như Nguyễn Thế Thảo. Cả bộ máy chính quyền thành phố Hà Nội còn đó những thuộc hạ của ông cựu chủ tịch. Họ đang có quyền lực và cũng đang có lợi ích chung với ông Nguyễn Thế Thảo nên họ sẵn sàng nghe lệnh dù cho ông không còn là chủ tịch thành phố của họ. Đấy là cái thế khó của ông Nguyễn Thanh Nghị đang vấp phải. Theo Sở, nội dung kết luận 39 của Bộ Thanh tra xây dựng kết luận về việc thực hiện quy hoạch tuyến đường nhưng chưa đề cập tới định hướng quy hoạch cũng như quy hoạch chi tiết trục đường tại các quy hoạch được cấp thẩm quyền đã phê duyệt. Đặc biệt là tại quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1259 vào ngày 27 tháng 6 năm 2011. Được biết, Thủ tướng lúc đó ký quyết định 1259 chính là ông Nguyễn Tấn Dũng, cha của ông Nguyễn Thanh Nghị hiện nay, và bây giờ họ đã đang đem nội dung của quyết định này ra đè bẹp ông con. Nghĩa là Nguyễn Thanh Nghị đang rất cố gắng nhưng phải hứng chịu những đòn từ Nguyễn Thế Thảo. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam. Đáp lời Sở Kế hoạch Kiến trúc nói kết luận 39 của Thanh tra Bộ Xây dựng chưa đầy đủ và toàn diện, chưa phù hợp với quy hoạch của pháp luật cũng như yêu cầu phát triển kinh tế của thủ đô qua các thời kỳ. Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội cũng khẳng định từ năm 2002 đến nay, trục đường Lê Văn Lương và Lê Văn Lương kéo dài sau này là đường Tố Hữu luôn được xác định là xây dựng trục cao tầng. Việc Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết trục đường Lê Văn Lương Tố Hữu năm 2016 cũng như giải quyết điều chỉnh cục bộ quy hoạch các dự án trong đồ án quy hoạch chi tiết trục đường theo hướng tập trung cao tầng tại đây phù hợp với chủ trương về phát triển kinh tế xã hội thủ đô và các quy định và pháp luật và quy hoạch qua thời kỳ đó, và có ý kiến của Bộ Xây dựng đã thỏa thuận. Mà năm 2016 thì ông Nguyễn Xuân Phúc đang làm thủ tướng. Như vậy Nguyễn Thanh Nghị đã đem cha của mình ra dọa, Nguyễn Thế Thảo lại đem Nguyễn Xuân Phúc ra đỡ. Đây là hình ảnh quanh ông Nguyễn Thế Thảo còn rất nhiều người tay chân. Theo Sở này, việc thanh tra của Bộ Xây dựng kết luận việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết, quy hoạch mặt bằng tổng thể, phương án kiến trúc không thuộc trường hợp điều chỉnh là chưa đáp ứng đúng quy hoạch xây dựng năm 2003 và quy hoạch đô thị 2009. Về các nội dung kết luận liên quan đến điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội đã phản pháo rằng thanh tra Bộ Xây dựng cần trao đổi thống nhất lại do chưa phù hợp với quy định xây dựng theo luật xây dựng đô thị. Như vậy là xem ra muốn kéo Nguyễn Thế Thảo vào lò giúp ông Trọng không hề dễ. Dây mờ dễ má trong quan hệ quyền lực của Nguyễn Thế Thảo ở Hà Nội còn quá mạnh. Muốn hạ ông già về hưu để lập công với ông Tổng cũng không hề dễ dàng gì.